Sáng ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 để nhanh phục hồi tăng tốc phát triển nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch sau một năm mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề đối với các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch. Song Đảng, Nhà nước đã có những quyết sách quan trọng kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, phục hồi kinh tế. Ngày 15 tháng 3 năm 2023, đánh dấu mốc quan trọng, đánh dấu một năm mở cửa hoạt động kinh tế du lịch. Du lịch Việt Nam đã gặt hái được thành công nhất định, nhất là bùng nổ du lịch nội địa. Năm 2022, số lượng khách nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 đạt gần 3,7 triệu lượt người. Tổng thu từ khách du lịch đạt 495.000 tỷ đồng, vượt trên 23% so với kế hoạch năm. Tỉnh Tây Ninh là một trong những địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch trong năm 2022 và đầu năm 2023. Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp đột phá trong thời gian tới, nhất là vấn đề hạ tầng, xúc tiến và quảng bá như thế nào. Cùng với đó là vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề huy động nguồn lực hợp tác công tư để phát triển du lịch, chính sách visa, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp du lịch Việt Nam sớm phục hồi phát triển một cách bền vững. Làm sao để triển khai nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn? Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cần phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Du lịch không thể phát triển một mình, du lịch không thể phát triển nếu hạ tầng văn hóa không phát triển. Du lịch không thể phát triển mạnh nếu công nghiệp văn hóa không phát triển mạnh, bền vững.